Xin chào anh em, mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 5 tháng 8. Thì hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ của em cũng có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho mình xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Mình có like, có đăng ký thì mai mốt còn lên sản phẩm tiếp theo cả nhà mình cũng có thể xem được ha. Và mã số 1 đầu tiên của ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có một cặp bình nho sóc xưa để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một cặp hàng thủ công rất là đẹp của Huế ngày xưa nha. Đây là một cặp bình rất là đáng để sưu tầm ha. Về trọng lượng là khoảng 6,5 kg cho một cặp bình như thế này. Đây là một cặp bình đồng xưa lên ten xanh rất là đẹp mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 40 cm, bề ngang là tờ có khoảng là 18 cm. Chất liệu bằng đồng xưa như cả nhà ha. Đây là những chú sóc nha, rồi vườn nho ha. Đây là một cặp bình đồng xưa rất là đáng để sưu tầm trưng bày nha và sử dụng luôn ha. Thì một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 1 ngày hôm nay là 3.600.000 ha. 3.600.000 cho mình có nhu cầu sưu tầm nha. Đây là 3.600.000 mã số 1 của ngày hôm nay. Đó là mã số 2 bên em còn về được một cặp cốc ha. Mã số 2 ngày hôm nay là một cặp cốc rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một cặp cốc chất liệu vân đồng. Thì cặp này thì tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 3 kg, bao gồm 2 con như thế này. Đó. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 14 cm và chiều cao là có khoảng 11. Chất liệu vân đồng. Đây cả nhà cùng xem ha, một cặp cặp cốc nha, ở đáy có chuyện luôn ha. Và một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu cho một cặp cốc chất liệu vân đồng ngày hôm nay. Cái này mình có thể để chung với thần tài thổ địa nha. Rất là hay, rất là đẹp ha. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì giới thiệu cho cả nhà mình ạ. Còn được một con rồng hồ lô ha. Rồng đứng trên hồ lô rất là đẹp. Đó, tổng trọng lượng là khoảng 5,2 kg. Chiều dài tổng thể là khoảng là 30. Chiều cao là khoảng là 25. Chất liệu vân đồng. Và một con rồng hồ lô như thế này mã số 3 thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2.600.000 cho mã số 3 có trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 này giới thiệu cả nhà mình nè. Còn được một cặp ngựa lông phụng, một bên rồng một bên phụng. Đó, rất là đẹp ha. Một cặp này bao gồm 2 con như thế này. Về trọng lượng là tầm có khoảng là 1,6 kg. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 19 cm. Chiều cao là 16 cm, chất liệu vân đồng. Đây cả nhà cùng xem ha. Cặp ngựa lông phụng nha, một bên rồng một bên phụng. Đó, rất là đẹp nha. Và cặp ngựa lông phụng như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà 1,200.000. 1,200.000 cho một cặp ngựa lông phụng ngày hôm nay ha. Đó. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp em nha. Ở đáy nè. Cả nhà cùng xem ha, cặp ngựa chất liệu vân đồng, mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 thì giới thiệu cả nhà mình một bộ phúc lộc thọ chất liệu vân đồng. Đó. Bao gồm bao phúc lộc thọ thì tổng trọng lượng khoảng 4 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm. Rồi bề ngang là có khoảng là 13. Chất liệu vân đồng tổng trọng lượng là khoảng 4 kg cho một bộ tam đa bao phúc lộc thọ ha. Đây cả nhà cùng xem nha. Đãi đi có chuyện luôn ha. Đây mặt đi. Một bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một bộ tam đa phúc lộc thọ như thế này có giá giao lưu cả nhà mình 2.200.000. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Xem không rõ là cần thêm thông tin có thể kết bạn Zalo bên em ha. Để em gửi thêm thông tin cho mình nha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là một cái chuông đồng cổ ha. Đó. Mã số 6 ngày hôm nay là một cái chuông đồng cổ rất là to. Ở chuông này rất là lâu đời nha. Tổng trọng lượng là khoảng 8,8 kg. Chiều cao tổng thể là 27 cm. Đồng rất là dày, cả nhà cùng xem ha. Rất là dày, rất là cổ nha. Bề ngang tổng thể là 24 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái chuông đồng như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu đồng cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một tượng về công giáo. Đó là tượng Chúa Giang Tay. Đây là một tượng đồng rất là đẹp. Chúa Giang Tay, mã số 7. Và chiều cao tổng thể của mã số 7 này rơi vào khoảng là 39 cm. Rồi bề ngang là có khoảng là 25. Chất liệu bằng đồng. Đó. Đây là một tượng như công giáo và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 cho một tượng đồng công giáo của ngày hôm nay, mã số 7 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì bên em giới thiệu cả nhà mình à. Đó, hôm nay còn được một con hổ ha, hổ đồng. Đó, nguyên một con hổ rất là dài. Con hổ này tổng trọng lượng là 10,5 kg.
Thì cả nhà cùng xem nha. Cái này về để phòng khách thì thôi khỏi chơi ha. Chiều dài của chú hổ này là khoảng là 64 cm, rồi chiều cao là có khoảng là 25. Chất liệu bằng đồng, mã số 8 có trong video hôm nay và có giá giao luôn cho cả nhà mình là 4 triệu đồng nha. 4 triệu đồng cho mã số 8 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi thứ hai mã số 9. Mã số 9 thì giới thiệu cả nhà mình còn được một cái đỉnh cửu long, song trầm cửu long. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 18 cm, chiều cao là 15, chất liệu bằng đồng. Và một cái đỉnh cửu long như thế này có giá giao luôn cả nhà 1.200.000. 9 con rồng nha, dùng đất 9 rồng ha, cửu long của ngày hôm nay. Đây. Xem không rõ là cần thêm thông tin các bạn Zalo bên em nha để gửi thêm thông tin cho mình ha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha. Địa chỉ là ở huyện Phong Điền, Cần Thơ ha. Tất cả các đơn hàng đều free ship cho mình nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Đây là mã số 9. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì giới thiệu với cả nhà mình rồi. Còn được ông thần giữ tiền. Rất là to của mã số 10 ngày hôm nay. Đây là tượng này tổng trọng lượng khoảng 8 kg 3 cho một ông thần giữ tiền. Ông này là một thỏi tiền rất là to. Chiều cao tổng thể là 32. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 23. Chất liệu bằng đồng. Rất là to nha các anh em nha. Rồi các anh em cùng xem ha. Đây. Và có giá giao lưu với cả nhà mình ông thần giữ tiền này là 3 triệu đồng. Cho mình có nhu cầu sưu tầm thì báo ha. Đây là mã số 10 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 10 ha. Rất là to. Rồi mã số 11. Mã số 11 là một bộ trò đồng. Đó, rất là đẹp. Bộ này toàn bộ đều bằng đồng nha các nhà mình nha. Đây là mã số 11 của bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Một bộ như thế này. Đó. Bao gồm là có hai con hạc và một cái dĩa rất là to ở trên. Dĩa trên là dĩa đồng. Đó. Ba con hạt đồng luôn nha các anh em nha. Và trọng lượng của cái bộ này á là khoảng là 7 kg rưỡi. Một bộ trò đồng tam hạt, ba con hạt tạo thành cái bộ trò rất là đẹp. Chiều cao tổng thể là 42 cm, đường kính dĩa là tầm 33. Chất liệu bằng đồng nha các anh em nha. Đây các anh em cùng xem ha. Ở đây là gồng nè, trọng gồng dĩa rất là dày nặng ha. Cái trò là ba con hạt tạo thành một bộ như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.800.000 cho một bộ, rất là đẹp nha. Đây là mã số 11 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay thì bên em còn được một phụ cốc rất là to, mã số 12 để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Một phụ cốc này á về trọng lượng của cụ cốc là khoảng 15 kg, chất liệu bằng đồng nha các em nha. Đây là một cụ cốc rất là to khổng lồ ha, cốc cổng vàng. Và cụ này đây, bên hông đây các em xem ha. Đây là mã số 12 thì tổng trọng lượng là 15 kg và chiều cao tổng thể tầm có khoảng là 26 cm, rồi bề ngang có khoảng là 35, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cái nhà 4.500.000 ha cho một cụ cốc khổng lồ ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng rất là to nặng, mã số 12 ha. Đây là mã số 12 các em nha. Rồi đáy đây nha, đáy có chuyện luôn ha. Rồi mã số 13. 13 hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có về được một cái khay đồng. Đó, có hình ảnh là đồng tử ha, rất là đẹp. Khay này thì đường kính là có khoảng là 24 cm, rồi bề ngang là 20. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 800.000 cho một cái khay trà, khay đồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 thì giới thiệu cả nhà mình hôm nay còn được một cái ấn rất là đẹp, ấn nhất long nha, một cái ấn chất liệu đồng tổng trọng lượng là khoảng 1.8 kg, chiều cao là 20, bề ngang là có khoảng là 8 cm, chất liệu đồng nguyên một cái ấn đồng ha, nhất long này. Rồi đáy mặt ấn đây ha, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái ấn như thế này là 1.800.000. Ủa không, 1.4 triệu nha, xin lỗi cả nhà mình ha, 1.4 triệu nha cho một cái ấn đồng rất là đẹp ngày hôm nay, ấn rồng mã số 14. Rồi 15 thì một cặp lân ha. Đó, 15 là một cặp lân đế vuông, chất liệu bằng đồng, hai bên này các anh em cùng xem nha. Tổng trọng lượng là khoảng 3.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 20, bề ngang là 10 cm, và có giá giao lưu cả nhà mình là 1.800.000 ha. 1.800.000 cho một cặp lân đế vuông của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng. Đây từng con này các anh em cùng xem ha, rất là nét, rất là đẹp nha. Đây là mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Mã số 16 ngày hôm nay bên em giới thiệu cho cả nhà mình một cái đầu voi.
Đó, một cái đầu voi bằng đồng. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 43. Rồi bề ngang là có khoảng 50. Rồi sau đây là đầu voi cho các anh em xem ha. Đầu voi phong thủy nha, mã số 16 có trong video hôm nay ha. Đây các anh em cùng xem nha. Chất liệu bằng đồng nguyên một cái đầu con voi như thế này. Phong thủy ha. Và có giá giao luôn cả nhà 4.800.000 cho một cái đầu voi bằng đồng của ngày hôm nay. Rất là đẹp nha các anh em nha. Xem không rõ cần thêm thông tin kết bạn trực tiếp bên em nha, thì gửi thêm thông tin cho mình ha. Đây mã số 16. Rồi cái mã số 17. 17 ngày hôm nay bên em còn được một cái hũ đựng trà chất liệu bằng đồng. Đây các anh em cùng xem nha. Nguyên một cái hũ trà chất liệu đồng ha. Rất là dày, rất là nặng. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 12. Bề ngang là 9 cm. Và có giá giao luôn cái nhà là 1.200.000 cho một cái hũ trà ngày hôm nay ha. Mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 của ngày hôm nay là một cái bình rượu Tây Tạng. Tổng trọng lượng là 1 kg, chiều cao là có khoảng là 22. Rồi bề ngang là có khoảng là 12. Và có giá giao luôn cả nhà mình một bình rượu Tây Tạng như thế này là 1.200.000. Rất là đẹp, bình rượu đến từ Tây Tạng, mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 hôm nay thì bên em còn được cặp gồng. Đó, đây là cặp gồng chất liệu bằng đồng, để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Bao gồm hai con. Đây. Và cặp gồng như thế này, về trọng lượng là tầm có khoảng là 1 kg 9. Và chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là 40 cm và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là 2 triệu đồng cho mã số 19 mà bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 thì giới thiệu cả nhà mình hôm nay còn được một tượng về Công giáo ha. Tượng mẹ nha, tượng Đức Mẹ ha. Đây là một tượng đồng Công giáo để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Đây là mã số 20. Thì một tượng như thế này, bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2.200.000. Tổng trọng lượng là khoảng 4 kg ha. Chiều cao tổng thể là 39 cm. Chất liệu bằng đồng, rất là đẹp. Đây là mã số 20 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo mã số 21. 21 thì giới thiệu cả nhà mình còn được một cây đèn dầu của Pháp ha. Đó, đây là mã số 21, một cây đèn dầu của Pháp nha. Rất là đẹp. Và cây đèn dầu này chiều cao tổng thể là 76 cm. Rồi bề ngang thì có khoảng là 15. Chất liệu cái đế dưới là bằng đế đồng, thân đá, bầu thủy tinh, họng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 3.500.000. 3.500.000 cho mã số 21 ha. Và cuối cùng mã số 22. Trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 22 là giới thiệu cả nhà mình một bộ tam đa bao phúc lộc thọ chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Có phúc, có lộc, có thọ nha. Thì một bộ này á cao là gần 60 cm. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đẹp ha. Về trọng lượng là tầm có khoảng là mỗi một tượng á thì tầm có khoảng là 12 kg. Thì một bộ như thế này có khoảng là 35 kg, 36 kg nha cả nhà ha. Rất là đẹp nha, chất liệu bằng đồng. Thì một bộ như thế này bên em có giá giao luôn với cả nhà mình là 16 triệu đồng. Về chiều cao của mỗi tượng á tầm gần 60 nha cả nhà nha. Rất là đẹp ha, chất liệu bằng đồng. Vào thời gian rất là đẹp. Thì đây cũng là mã số cuối cùng mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo như sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.